Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về những cái tính năng mới của Revit 2022. Đầu tiên là cái giao diện khởi động của nó. Thì các bạn thấy giao diện khởi động của Revit 2021 là đây. Nó không khác gì với Revit 2022, là chỗ này, hoàn toàn không khác gì hết. Hai thằng giống nhau. Cái tính năng mới đầu tiên của Revit 2022 mà tôi giới thiệu đó là nó cho phép Edit Profile của Slanted Wall. Bây giờ chúng ta đang ở trong Revit 2021 thì Revit 2021 nó đã cho phép tạo cái tường nghiêng là Slanted Wall rồi, nhưng nó không có cho Edit Profile. Tôi dùng Wall Architectural, tôi lấy cái generic 200mm, tôi vẽ một cái tường bằng ngang như thế này. Bây giờ tôi qua 3D, chúng ta có một cái tường như thế này. Khi tôi click chọn cái tường này thì kể từ phiên bản 2021 trở đi á, trước đó thì nó không có, nó sẽ có cái mục cross section trong cái panel constraint. Nó đang là vertical, nghĩa là dựng đứng. Nếu chúng ta đổi nó thành là slanted thì nó sẽ thành tường nghiêng, và khi đó nó xuất hiện thêm một cái parameter gọi là angle firm vertical, là cái góc nghiêng. Giả sử tôi cho góc nghiêng nó là 30 độ, tôi apply thì nó nghiêng đi như thế này. Khi nó nghiêng đi như thế này á, thì chúng ta gắn một cái door hay một cái window gì vào cái tường này, nó vẫn cho phép chúng ta gắn. Sau khi gắn cái door, window gì vào rồi thì các bạn thấy bình thường á, thì cái door với window á, là nó định dựng thẳng như thế này. Và trong cái phiên bản trước đó thì cái door window là không có nghiêng được. Riêng từ 2021 trở đi thì door window nó có thêm một cái mục, nó gọi là orientation, nó đang là vertical. Thì các bạn chọn là slanted thì nó sẽ nghiêng theo cái tường nghiêng như thế này. Cái tính năng slanted wall này là cái tính năng rất là độc đáo của phần mềm Revit phiên bản 2021, giúp chúng ta vẽ những cái công trình mà có những cái mái kiểu cái mái nhà hát lớn Hà Nội. Đó là những cái mái ngói dựng đứng như thế này. Chúng ta dùng tường, chúng ta vẽ và chúng ta quy định vật liệu của nó là mái. Thì ở phiên bản 2021 á, các bạn lựa chọn cái slanted wall này, các bạn thấy cái công cụ Edit Profile nó mờ đi, nó không cho phép chúng ta Edit Profile. Bây giờ tôi qua phiên bản 2022, tôi cũng gọi một cái wall architectural, tôi cũng vẽ một cái tường nghiêng như thế này. Tôi qua 3D của nó, tôi click chọn cái tường thì nó cũng có cái mục là cross section đang là vertical, tôi đổi thành là slanted, và ở đây nó có mục là angle from vertical, nó đang là không, cho nên tôi đổi thành 30 độ thì nó sẽ nghiêng 30 độ như thế này. Bây giờ tôi click chọn cái tường nghiêng như thế này, tôi chọn là edit profile. Thì các bạn thấy phiên bản 2022 nó cho chúng ta hiệu chỉnh profile đây. Chẳng hạn tôi vẽ cái profile nó như thế này. Rồi, tôi trim nó lại. Tôi delete cái cạnh này đi. Ngay cả tôi đục một cái lỗ trên đây cũng được. Sau đó tôi finish. Các bạn thấy chúng ta có một cái tường nghiêng và có thể hiệu chỉnh được cái profile của nó. Ở đây chúng ta gắn một cái cửa đi, một cái cửa sổ vào gì cũng được. Và chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh cái cửa này là slanted theo cái chiều nghiêng của cái tường. Vậy thì á, phiên bản 2021 nó có tường nghiêng, phiên bản 2022 thì nó có tường nghiêng và nó cho phép Edit Profile. Và khi nó xuất hiện cái tường nghiêng á, thì cửa đi và cửa sổ chúng ta gắn vào tường và chúng ta có thể cho nó nghiêng theo cái mặt tường được. Đây là tính năng rất là hay của Revit phiên bản 2021 trở đi. Bây giờ tôi qua tính năng mới thứ hai của Revit 2022, nó gọi là Tapered Wall. Tôi trở về level 1, tôi cũng vẽ một cái wall như thế này. Cái tường này tôi click chọn nó, tôi edit type, sau đó tôi edit structure của nó. Bây giờ tôi insert thêm hai lớp, tôi up nó lên, lớp này tôi down nó xuống. Vậy thì chúng ta xem như cái tường gạch ở Việt Nam á, chúng ta có cái thước là 180 là tường 200 và mỗi lớp vuông tô là 15, thì kích thước thực tế nó ra là 210. Cái lớp giữa này tôi gắn vật liệu nó là gạch để chúng ta dễ hình dung. Tôi chọn vật liệu là brick common, tôi gắn vào đây. Khi ở chế độ Coarse á, thì chúng ta thấy tường nó là một cái nét đơn giản như thế này. Từ chế độ Medium trở lên á, thì các bạn sẽ thấy tường nó có 3 lớp đúng theo cấu tạo. Bây giờ tôi vào Top View, tôi dùng công cụ là Section. Tôi tạo một cái Section ngang như thế này. Tôi close tất cả những cái window nó không có hiện hành. Sau đó tôi vào cái Section, tôi click chọn cái tường này. Tôi hiệu chỉnh cái Top Constraint nó thành là từ Level 1 lên Level 2. Và tôi hiệu chỉnh cái Detail Level nó là Medium. Bây giờ tôi vào Top View, tôi chọn công cụ là Tile View để nó có hai view chúng ta dễ nhìn. Đây là cái mặt bằng và bên đây là cái mặt cắt của tường. Vậy thì cái tính năng mới Tapered Wall nó là cái gì? Tôi click chọn cái tường này, chỗ parameter cross section nó đang là vertical, các bạn mở ra. 2021 nó chỉ có slanted thôi, 2022 thì nó có thêm cái gọi là tapered.
tôi chọn là Tapper. Thì khi các bạn chọn là Tapper á, thì nó báo một cái cảnh báo như thế này. Lý do là chúng ta không có set cái chiều dày nào gọi là variable hết. Tôi click vào Close, vẫn đang chọn cái từ tôi edit type. Sau đó tôi edit structure đó. Thì các bạn lưu ý chỗ này, nếu chúng ta muốn xài Tapper One á, thì cái cột variable này chúng ta phải check một trong các cái layer của nó. Giả sử tôi muốn á, là cái lỗi structure là phần thường gặp, tôi sẽ thay đổi cái tiết diện của nó theo ở phương đứng. Tôi check vào variable, tôi ok. Sau đó chỗ cross section tôi đổi thành là taper. Thì các bạn thấy chưa có chuyện gì xảy ra. Thì chỗ này nó có hai cách hiệu chỉnh. Cách thứ nhất á, là chúng ta hiệu chỉnh ở ngoài property, là chúng ta hiệu chỉnh từng cái từ. Cách thứ hai á, là các bạn click vào edit type. Trong Type Property, nó có thêm cái panel là Cross Section Property, phục vụ cho cái tính năng là Tapper One. Đầu tiên là chỗ Width Measure Up Top. Width Measure Up Top có nghĩa là chỗ trên đỉnh này là nó không thay đổi tiết diện. Chúng ta chỉ có thể thay đổi tiết diện ở phần bên dưới thôi. Tôi mở cái mũi tên ra, thì nó có bottom là ngược lại, là ở cái đáy của nó. Hoặc là các bạn chọn là Base, thì là ở chỗ cái level quản lý của nó. Bây giờ tôi để là ở top. Chỗ mục Default Interior Angle nó đang là 0 độ. Giả sử tôi cho nó là 2 độ, tôi apply. Thì các bạn thấy cái mặt exterior là mặt ngoài của tường nè, nó sẽ nghiêng một góc 2 độ ra bên ngoài. Và do chúng ta để là width measure up top cho nên á, là chỗ này nó cố định, cạnh này nó cố định, còn cạnh này á, thì nó mới kéo dài ra. Bây giờ nếu mà tôi muốn nó nghiêng vào trong á, thì tôi cho nó là trừ 2 độ, tôi apply. Thì các bạn thấy nó nghiêng ngược vào trong như thế này. Bây giờ tôi trả nó lại thành là 2 độ. Ở bên trong cũng vậy, chỗ Default Interior Angle là cái cạnh bên mặt trong tường đây. Tôi cho nó thành là 2 độ, tôi apply. Thì các bạn thấy nó nghiêng cái chân của tường ra như thế này. Tôi kê thoát ra ngoài. Thì các bạn lưu ý chỗ này á, là chỉ có lớp lõi tường nó thay đổi thôi, còn hai lớp vữa tô hai bên nó vẫn đúng cái chiều dày. Chúng ta set là 15 ly. Bây giờ tôi hiệu chỉnh cái Base Offset của nó là âm 500. Các bạn thấy cái chân nó dài ra và nó le ra như thế này. Tiếp tục tôi edit time. Tôi trả hai cái số này lại bằng 0. Tập lại. Chỗ Width Measure Up, tôi không để là top mà tôi để là bottom. Sau đó, chỗ Default Extension Angle này, tôi cho nó là 2 độ. Tôi apply. Thì các bạn thấy cái chỗ bottom là cái đáy của nó nè, nó không thay đổi cái chiều dày. Còn cái cạnh này thì nó sẽ nghiêng 2 độ vào hướng bên trong như thế này, theo chiều kim đồng hồ. Nếu tôi cho nó là trừ 2 độ, tôi apply, thì nó nghiêng ngược ra như thế này. Chỗ Default Interior Angle cũng vậy, tôi cho nó là 2 độ, tôi apply, thì nó sẽ nghiêng ngược chiều kim đồng hồ. Tôi trừ 2 độ thì nó sẽ nghiêng vào cùng chiều kim đồng hồ đây. Vậy thì khi chúng ta để Width Measure Up Bottom á, thì nó sẽ lấy ở cái đáy của tường, nó không quan tâm tới cái level. Nếu chúng ta để ở Base, tôi apply, thì á, cái chỗ này là cái chỗ chiều dày mình set ban đầu, chiều dày tường là 180 ở đây. Các bạn hình dung cái chỗ là Top, Bottom và Base chỗ này. Bây giờ tôi trả hai số này là bằng 0. Tôi cho nó ở top. Rồi tôi cho số này là 2 độ. Tôi cho cái mặt bên trong là 2 độ. Tôi apply. Tôi ok. Tôi vào tab view và tôi chọn công cụ là tab view để nó bung hết ra một màn hình như thế này. Bây giờ tôi copy thêm một cái tường ra như thế này. Hồi nãy á, chúng ta click vào cái tường, chúng ta edit type và chúng ta hiệu chỉnh cái Cross Section Property ở đây, là hiệu chỉnh tất cả các cái instance của cái tile thường này. Tôi tắt cái Tile Property này đi. Giả sử toàn bộ tile thường nó như thế này, nhưng tôi có một cái tường này tôi muốn nó khác đi, thì trong Property tôi check vào Override Tile Property ở đây như thế này. Và cái Interior Angle, giả sử tôi muốn nó là 6 độ, tôi apply. Thì các bạn thấy cái tường này nó khác với cái type của nó. Vậy thì bên ngoài này chúng ta hiệu chỉnh bên ngoài là chúng ta hiệu chỉnh theo local, còn chúng ta hiệu chỉnh trong type là chúng ta hiệu chỉnh trong global. Tôi xóa cái tường này đi. Bây giờ tôi qua 3D. Chỗ cái tường nghiêng này, chúng ta cũng có thể gắn một cái cửa đi hoặc một cái cửa sổ vào cho nó. Đây, tôi gắn một cái cửa đi vào đây. Thì các bạn thấy á, là cái cửa đi nó theo phương thẳng đứng. Bây giờ tôi qua mặt cắt cho chúng ta dễ hình dung. Đây, chúng ta có cái cửa đi theo phương thẳng đứng như thế này. Chỗ orientation này các bạn cũng chọn nó là
slanted cho nó nghiêng được. Và ở đây nó có hai option cho các bạn chọn. Một á, là slant along exterior, là nghiêng theo mặt ngoài. Tôi chọn á, là nghiêng theo mặt ngoài, tôi apply. Thì các bạn thấy cái tường nó sẽ nghiêng theo mặt ngoài nhà như thế này đây. Đây là mặt exterior ở đây. Nếu chúng ta đổi lại là slant along interior, tôi apply, thì nó nghiêng theo cái mặt trong nhà. Trong nhà đây, cái tường nó song song với mặt trong nhà. Nhưng á, khi chúng ta gắn cái tường này vào á, thì nó lại có một cái vấn đề. Khi chúng ta gắn cái cửa vào á, thì nó có vấn đề là cái cửa nó nghiêng theo á, thì cái phần đục lỗ cửa này nó bị xéo đi. Ở trong thực tế thì chúng ta không có cái phần này không có xéo đi như thế này. Vậy thì cái cách xử lý chỗ này như thế nào? Hai cạnh tường này nó xéo đi như thế này nè. Bây giờ tôi xóa cái cửa, tôi qua mặt đứng sau. Đây là cái tường taper của chúng ta. Tôi mới click chọn đó. Tôi chọn công cụ là one opening, bởi vì á, cái tường taper này nó không cho edit profile. Tôi chọn là one opening. Tôi dễ một cái lỗ ở đây. Sau đó tôi sketch hai lần hết lệnh. Tôi qua 3D thì các bạn thấy nó có một cái lỗ như thế này. Cái lỗ này chúng ta vẽ đúng bằng kích thước cái cửa. Sau đó chúng ta tạo một cái family cái cửa mà nó không có lấy cái tường làm cái host, và chúng ta gắn cái cửa đó vào thì cái mặt này nó mới nằm ngang được. Chứ nếu không thôi á, chúng ta gắn cái cửa trực tiếp vào đây thì cái mặt này nó bị xéo. Tôi qua cái tính năng tiếp theo á, là nó ẩn được cái one form. Tôi trở về level 1. Sau đó tôi dùng công cụ one architectural, dẫn lấy cái generic 200mm hồi nãy chúng ta tạo. Tôi vẽ một cái tường đây như thế này. Thì các bạn thấy cái tường của chúng ta đó là có hai phần. Một cái phần ở bên trong đây, nó gọi là core của tường, là cái lõi của tường, và hai lớp vữa tô bên ngoài. Thì khi chúng ta thiết kế ra cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật á, thì nó có một cái yêu cầu trong cái bản vẽ là chúng ta chỉ thể hiện cái tường, phần tường xây thôi, với cái lỗ cửa thôi, chứ chúng ta không cần cái lớp vữa tô. Vậy thì để chỉ thể hiện tường xây và lỗ cửa không cần lớp vữa tô á, thì chúng ta vào VG. Sau đó tôi tìm cái mục wall, tôi mở dấu cộng ra. Trong đây nó có cái mục gọi là non-core layer, có nghĩa là cái lớp không phải là core. Tôi bỏ cái mục này. Vậy thì những cái gì không phải là lỗi tường là nó ẩn đi hết. Sau đó tôi ok thoát ra ngoài. Các bạn thấy hai lớp vữa tô bên ngoài nó đã bị ẩn đi. Bây giờ tôi click chọn cái tường, tôi edit type, rồi tôi edit structure. Thì khi các bạn bỏ thiên line á, thì cái nét core boundary nó dày lên đây. Đây là cái nét core boundary, hai nét này. Và những cái gì nằm trong hai cái core boundary này thì nó gọi là lõi tường, nó gọi là core. Và những gì nằm ngoài thì nó không phải là core. Hồi nãy chúng ta ẩn cái những cái lớp nào không phải là core thì hai lớp vữa tô hai bên nó ẩn. Bây giờ giả sử tôi đưa lớp structure 1 này, tôi down nó xuống đây. Và hai lớp vữa tô thì các bạn nên đổi nó thành là subtract, nó là vữa tô chứ không phải là structure. Subtract 2 này tôi đưa nó vào trong core, vậy thì nó thuộc core rồi. Tôi ok, rồi tôi ok thoát ra ngoài. Bây giờ tôi active cái thin line lại. Các bạn thấy cái lớp vữa tô bên ngoài á, nó thuộc core cho nên nó còn xuất hiện, còn cái lớp vữa tô bên trong nó không thuộc core cho nên nó sẽ bị ẩn đi, nó ẩn đi chứ nó không bị xóa. Tôi qua một cái tính năng mới của nó, various parameter. Bây giờ tôi vẽ ba cái tường như thế này. Ba cái tường này có ba cái độ dài ba khác nhau cho nên nó có ba cái kích thước khác nhau. Tôi click chọn một cái tường thì trong panel dimension á, là nó báo chúng ta biết cái chiều dài là bao nhiêu, diện tích là bao nhiêu và thể tích là bao nhiêu. Thì những phiên bản từ 2021 trở về trước á, khi chúng ta chọn ba cái tường này mà ở đây á, nó không có cùng cái dimension á, thì nó để trống này cho chúng ta. Bây giờ tôi qua phiên bản 2022, ở đây ba cái tường của chúng ta cũng có ba cái chiều dài khác nhau cho nên nó khác kích thước nhau. Tôi chọn ba cái tường này thì ở đây nó báo chúng ta là various. Đây là một cái tính năng khá buồn cười của Revit 2022, chỉ báo chúng ta biết là nó thay đổi vậy thôi.